ta ta lắng nghe lời tổ tiên. Bát ngàn bát ngàn nơi đây trầm tĩnh xưa gọi mời, như tiếng vọng từ ngàn xưa đã càng vào hồn thiêng của núi của sông. Trong cao nguyên đá vang lên trong bao la từ những muôn câu ca, giữa núi rừng lấp lánh tiếng cười, những tiếng khen sao xuyến lòng ai, vui chân về từ khắp bốn phương, nếu bước người đi lại đến chạy xuyên từ cái đường này lên. Đấy, chạy. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hiện giờ thì Thắng đã vừa rời chợ phiên từ Lũng Hồ, Thắng đang đi xuyên sang khu vực Đường Thượng. Đó. Thì khu vực này thấy nói rằng cái khu vực xín trải 1, xín trải 2, xín trải 3 rất là nghèo. Đó, rất nhiều những cái gia đình nghèo, và đặc biệt các bạn nhìn ở cái vùng này cũng đá núi chập trùng, mà thời tiết thì các bạn hôm nay đang xuống đến 2-3 độ, Thắng tê hết cả chân, cóng hết cả tay.
Thì Thắng ở trong sợ phiên xong thì bây giờ đã là 11:30 Thắng đến đây. Đấy, và Thắng sẽ đi ngược lên trên này. Nếu có một cái cửa hàng tạp hóa nào đó thì Thắng sẽ dừng Thắng mua đồ, tại vì là trên xe của Thắng bây giờ còn có 5 thùng mì tôm thôi. Tối hôm qua thì Thắng đã trao 5 thùng mì tôm rồi ở cái bản nghèo đi lang thang xin cơm ấy. Đấy, của nhóm cô Tâm Như gửi tiền là tổng là Thắng đã mua 10 thùng mì tôm. Lên đây có cái quán tạp hóa nào nữa thì Thắng sẽ mua một ít đồ nữa từ cái số tiền của nhóm cô Tâm Như gửi nhá. Thì sẽ trao cho những cái hộ nghèo ở trên này. Đấy, họ nghèo, nhà họ nghèo, nghèo lắm các bạn ạ. Đấy, cái đường này nó cũng là mới cái đường xuyên từ đây sang thôi, tại vì do nó là ngày xưa nó là đường nhỏ. Đấy, bây giờ nó được mở lớn ra là nhờ từ du lịch. Đấy, đây này, toàn đá này, đá rêu rét các bạn ạ, đang trên này rét. Ở khu vực này rất là hiếm nước, các bạn nhìn thấy những cái đường ống xuyên từ bên này ra này. Đấy, từ trên đỉnh núi này. Đấy, toàn đồi núi chọc, núi đá, tại vì bà con trồng ngô, vách đá. Bây giờ đi lên trên đỉnh núi này nhá, Thắng phải đi lên tít đỉnh núi này. Em sấy nóng quá, sấy nóng quá, khó chịu. Bây giờ Thắng sẽ đi lên đỉnh núi này xem có khu vực này có quán tạp hóa, cửa hàng tạp hóa nào không. Để mua đồ, tại vì xe anh thấy em Thắng chở không được nhiều. Đây là đường Thắng đã lên đến, chưa phải là đỉnh, đằng sau Thắng rồi nữa, còn đi vọt lên trên này. Trên này mây núi đang dày đặc. Đấy, mây dày lắm. Đấy, trời thì mưa. Thắng đi xuyên từ Lũng Hồ sang. Đây là thuộc xã đường đường Thượng các bạn ạ. Đây này. Trên này là một cái dãy núi rất là lớn và có một con dòng suối chảy từ trên kia xuống. Đó, đây này. Đó. Đó. Dưới này có một bản nhé các bạn nhé. Dưới này, dưới này có một bản người Mông, có khoảng mấy nóc nhà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhà. Đấy, 6 nhà hộ dân ở dưới này, họ cứ ở như vậy. Và Thắng chạy xuyên từ cái đường này lên. Đấy, chạy vút từ bên kia sang. Đấy, từ bên Lũng Hồ sang, đi đường theo tuyến đường này. Từ tuyến đường này Thắng chạy sau về sau lưng Thắng đây, Thắng sẽ chạy ra quốc lộ 34 xuống Quản Mạ. Đấy, đây là vẫn thuộc địa phận của huyện Yên Minh. Đó, hôm nay Thắng không thể lên được Mèo Vạc do thời tiết nó lạnh và mưa quá, không có thể đi được, nên là anh em Thắng đành phải chạy cái tuyến đường này. Lên trên này Thắng sẽ tìm, nếu mà có quán cửa hàng tạp hóa lớn thì hoặc là như nào đó thì Thắng sẽ mua đồ ở dưới đó để cho những cái hộ nghèo đấy, ở cái khu vực trên Xín Trải này. Đường lên trên này, xe đỗ tít trên này. Đường này đường mới mở các bạn ạ. Đấy, còn chắc nếu mà đường kia như ngày trước thì không đi được. Đẹp nhá. À, Thắng, các bác thấy Thắng đi đúng như trên trời không? Ồ, đấy. Đây là Thắng lên đỉnh đèo rồi. Úi dồi, phê chưa? Đừng gạt mưa nữa, đi từ từ thôi. Úi dồi, mây đang bay, đưa ta lạc lối lung linh giữa cao nguyên vợi vợi. Úi dồi ôi, trời đất, nơi gặp gỡ đất trời các bác ạ. Phê không? Đấy, đường Thắng đi đây, đường tôi đi dài theo năm tháng. Đẹp chưa? Đấy, mây. Đôi khi cũng chúng ta cũng bắt gặp những cái cảnh này, nó cảm giác là như người trên trời, thần tiên các bạn, như ở chốn thần tiên ấy. Đấy, lâu lâu nó lại thấy bay vù vù ra kia, chín cô tiên ấy, thằng phèng nó ngất trước, tôi ngất sau, bắt cô tiên này mang về nuôi. Ôi giời, đẹp không? À, đây tràn vào bố, sao đi mãi mà không thấy nhà nữa nhỉ? Đây có mỗi 6 cái nhà dưới kia nhá các bác nhá. Đấy, Thắng đi đến đỉnh đây rồi, họ giới thiệu Thắng ở trên này có 3 thôn cơ. Xín Trải có cái đường bê tông vào mà chưa thấy đâu cả. Đó, em quay ngược bên này nào. Đây này, còn 26 km nữa thôi. Đây này, đây có mấy cái xe máy để đây thôi. Không thấy vẹo gì nữa, người ở trong này à? Họ đi làm nương hay làm gì? Đây, tôi đã đi đến tít trên này rồi. Đẹp thế này cơ mà. Đó. Đây, đằng trước đây, mù mịt đây. Tuyệt vời. Chưa thấy làng nào nữa. Nãy Thắng đến mà kia có mỗi 6 nhà.
Mai Thắng hỏi ở dưới kia lúc ở Hồ Thầu, Lũng Hồ ấy, họ giới thiệu ở trên này có 3 thôn Xín Trải 1, Xín Trải 2, Xín Trải 3. Chưa tìm thấy đâu rồi. Gần 12 giờ ấy các bạn ạ. Sáng nay ăn mỗi cái đùi gà ở chợ. Chắc trên này. Ấy, cẩn thận, ấy, cẩn thận nhá. Có xe đi các bạn. Đấy, các bạn biết rằng là những cái người cán bộ ở dưới xuôi hay là những cô giáo, thầy giáo ở dưới xuôi lên đây dạy cũng phải thích ứng dần với bà con, thích ứng với cả khí hậu, thích ứng với cả đường xá, địa hình. Vất vả lắm. Cứ nói rằng là cán bộ ở vùng cao lương cao lắm, ưu tiên hết cái này thì cái nọ, nhưng các bạn biết rằng là được cái ưu tiên đấy thì nó phải ảnh hưởng và phải chịu đựng những cái, thứ nhất là xa nhà, xa quê hương, thứ hai là thức ăn, đồ uống nó rất là đắt đỏ. Các bạn đừng nói nghĩ là ở cái vùng này nó rẻ nhá. Gà với thịt lợn là toàn là hơn 100 hết đấy. Thì lợn Ba Chỉ họ cũng bán 140, mà mông họ cũng bán 140, mỗi thịt nạc là bán 200 thôi, 180-200 thôi ở những cái vùng này này. Đấy, gà thì nó cũng phải rơi vào 140-150 một cân đó. Mua ở dân thì nó còn rẻ hơn chút, nhưng mà vào quán với cả vào những ấy ở dưới trung tâm những các xã đắt cực kỳ luôn, không phải đơn giản đâu. Tại vì là những cái đồ đó nó vận chuyển từ dưới xuôi lên hết đấy. Con gà con lợn nuôi ở đây nó rất là khó nuôi được con gà nó sống sót. Cả đàn gà 10 con nó vẫn là chết ngoéo cả 10 luôn, may ra nuôi được con 2 con nó sống sót thôi đó. Tại vì là họ vẫn dùng theo cái cách nuôi là con gà nó ấp ổ trứng ra, nó nở 10 con xong rồi thả ra cho mẹ nó dẫn. Thế các bạn bảo dẫn vào cái trời này, thời tiết như này thì chật tùa hết đi, còn sao sống được. Lợn cũng vậy, thế nên là nó có cái giá rất là đắt. Lợn đẻ ra 10 con cũng vậy đấy. Mù mịt hết các bạn, như thế này thì khả năng Thắng không tìm được cái thôn Xín Trải rồi. Mù lắm, không tìm thấy rồi. Nó bảo trên đỉnh đèo, Thắng lên đỉnh đèo đấy. Con người cũng vậy, con người cũng bị khi bố mẹ sinh ra rất nhiều con và gần như họ cũng không chăm sóc được hết, gần như nhiều lúc còn bị thiên nhiên nó đào thải, cuộc sống nó đào thải ra đấy. Gần như là thế. Các bé ở vùng cao các bạn thấy nhiều bé đấy. Trời này cứ cởi chân cởi chuồng luôn. Đây trên đỉnh đèo đây rồi, có nhà đây rồi. Đường ở Xín Trải tìm. Sao chỗ này đóng cửa hết nhỉ? Làng này đi đâu hết này? Lạnh quá. Lạnh này đóng cửa. Dừng đây xem có quán tạp hóa nào. À đúng rồi, đây. Đây có một quán tạp hóa trên đỉnh đèo các bạn ạ. Đúng, họ nói thật. Không, em cứ ép vào đây để hỏi xem nhỡ đâu rồi đúng vào đây không. Chợ Ba Tiên. Ba Tiên à? Chợ Ba Tiên này. Ba Cô Tiên. Ba Cô Tiên, mình vừa nói tiên có luôn nhỉ. Điểm dừng chân chợ Ba Tiên. Ôi giời. Thiên hạ đệ nhất rét. Trên này rét thế. Đây có một điểm, đây là chợ Ba Tiên. Chào chị nhá. Chào bà nhá. Cho cháu hỏi tí, phải đường bên này đi vào là Xín Trải không ạ? Dạ. Bà có gì bán những cái gì đây? Chị Pâu Hài à? Chết rồi, không có phiên dịch viên. Chị Pâu Hài à? Dạ. Mi Nhũa đi đâu hết rồi? Mù chê hết rồi. Chết rồi, không có ai nhà nữa à? Có ai nhà nữa không ạ? Ôi ơi. Này sao mua được đồ? Đây cửa hàng to nhất rồi à? Xem nó còn quanh đây còn quán nào nữa không. Đây là hạt bí à, của bà con đây này. Ui ôi, hạt bí này mới là chuẩn đây này. Nhờ. Đây này. Đấy, đây này. Mình cứ hạt bí trắng bốp kia nhưng mà chắc thì đã phải. Đây mới là đúng này anh nhờ. Hăn tâu à? Hăn tâu xìa à? Cầu xìa á? Một cái này á? Cầu xìa à? Y lu, cầu xìa. Y chảy cổ xe này á? 10.000 một bơ này.
bà không thể dịch được và Thắng cũng không thể dịch được giao tiếp với nhau. Nè các bạn này, này mây này tao quay mây á, tao quay mây đi tìm nhà sau. Khang ơi, mây đẹp lắm. Ôi dồi ôi, nhưng mà rét. À, ra đây xem nào. Trên cái đỉnh đèo này nhìn nó khủng khiếp lắm các bạn ạ. Rồi mù rồi. Ôi thôi. Chỗ này là cái chỗ rét nhất các bạn ạ. À. Thắng vừa đi ở dưới này lên kìa. Đây, mờ đây. Tôi thề với các bạn là tôi thách ai mà bây giờ cởi được áo đứng ở đây 3 phút. Tay cóng quá rồi. Thôi, chạy lại kia. Đây đường đi vào xín trải đây em ạ. Nhưng mà đường này không phải đường bê tông đâu. Hả? Rét không? Rồi Thắng để chế độ bình thường đấy, các bạn nhìn thấy mây cứ bay ở mầm này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Mây đang bay đấy. Đấy, đang lên ở mầm này. Trên đỉnh đèo này. Vớ vẩn sưng phổi ấy. Và Thắng sẽ đi tìm một quán tạp hóa khác để mua. Quán tạp hóa này. Sao ấy, đi đâu ấy? Gà. Bán à? Hả? Ăn tàu? Cú ơi, vào anh nhờ tí, nhanh. Say. Vào đây. Nhà trong xín trải à? Hả? Ủa, tay bà này đỏ hết rồi, đi lạnh này. Em trai ơi, vào anh nhờ tí. Mua hàng nhưng không biết chứ, anh chị biết là thế. Hỏi hộ anh với xem là bà bán những cái này bao nhiêu tiền để anh mua. Đây, hỏi hộ ấy. Vừa đi đâu về đấy? Nhà em ở trong xín trải à? Lùng Hảo à? Lùng Hảo là ở đâu? Trong này nữa à? Trên này à? Xa không? Không xa đâu. Đâu phèng lấy hết những cái gì lấy ra để hỏi, nhưng mà hỏi bà xem phải bà bán hàng không hay là ai bán hàng. Bà bán. Rồi chị bâu hài à. Nào lấy đi, mì tôm. Em đợi anh ở đây dịch hộ anh nhé. Em bảo bà là anh mua hết mì này, miến này, nước rửa bát này. Đâu em nhặt xếp đây cho anh, xếp đây nhặt hộ anh với, xong tí anh cho em một ít. Cho bàn đây, bảo bà có bàn nó xếp cho một cái bàn nữa đây để đồ đây. Ở ngoài kia mình còn 5 thùng mì của hôm trước mua nữa mà đúng không? Hôm qua mới trao 5 thùng đúng không? Đây đặt chỗ này à. Mì này ở nhà thế đi, mì miến nhà thế ra. Mình kia còn 5 thùng. Hay là chỉ lấy mấy đâu? Mì, dầu rửa bát, muối, mắm, mì chính, có gì lấy hết. Lấy đi, có gì lấy ra đi. Mua sập quán bà luôn nhá. Mai bà phải nhập thêm nữa nhá. Thế em đang định đi đâu đây? Chở mẹ đi đâu? Đó, đi chơi à? Nhà trên Lùng Hảo à? Bảo bà có bao tải, cho cái bao tải ba. Hả? Cái gì? Sao? Em? Hả? Mẹ bảo gì? Đi đám mà Yên Minh à? Bây giờ đi à? Hỏi bà bao tiền một cái này? 10.000. À 10.000 đấy, giờ lại nói được. 2 này. 30.000 này. 40 này. 50 này. Sao đến thế? 10.000 một cái tí người ta nhân ra chứ. 6 lúc. 6 lúc.
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Đây, cái này hăn tàu cũng 10.000 à? 30 à? Nhặt hết ra. Hai trăm sáu này. Nào, ba lấy tải, tải đen đen được, tải sạch đấy. Cái này bao nhiêu tiền? 15.000. Cứ đếm đi, đếm cái vào đi. Không biết. Còn gì không của bà con nữa không? Hết rồi à? Đây, nhặt hết dầu rửa bát này vào cho túi. Đây, cái này nữa. Bỏng cho trẻ con. Bao nhiêu cái này rồi? 14 nhặt 20 cái đi, xem còn không? Bà còn không? Còn đây, đây. 3 cái nữa. Hết rồi. Còn nữa bà. 14. Đủ 20 cái này chưa? Đủ 20 rồi. Đây bà ơi, cái này bao nhiêu? Hăn tàu. Dạ. Chị xe 5.000. 5.000 à? Cổng chị xe. 15.000 à? Dạ. Hả? Một gói là 5.000, một cái này là 5.000. Dạ. 10.000. À 10.000 hai cái đó. Đây, cái này có mua cho trẻ con thôi. Đây là 15.000 này. 15.000 với 20.000 là 35.000 này. 35.000 với 10 mấy cả. Này là 55.000 này. 60.000 này. 65.000 này. Rồi. Tà hết rồi. Tà hết rồi. Nhớ mà. Cái gì nữa? Dầu rửa bát nhặt hết vào. Đấy. Cho túi này đựng dầu rửa bát nữa. Ba, đếm này. 2 này. 4 này. 6 này. 8 này. 10 này. 12. 14. 16. 18. Chắc là lấy 20 rồi nhỉ? Lấy hết luôn của ai? 20. Dầu rửa bát cho bà con rửa trời này nó rét này. 24. 26. 26. Được chưa? Của ba. Thế em thích cái gì? Để anh mua cho. Không thích á? Bây giờ phải đi đám mà. Phải đi đám mà. Cháu thì không có tiền. Không có tiền á? Thích tiền à? Hả? Đi đám mà. Thế em có tờ 50.000 đấy, cho em với 50.000 đi đổ xăng. Đổ xăng đi nhá, đi đám mà nhá. Không cần chứ anh cho. Chờ ở đây để dịch xong á nhá. Mẹ của em bao tuổi rồi? 39 tuổi à? À. Hắn tâu sùng 39 à? Cái này bao tiền? Đủ chưa? Hả? 29. À, áo mưa à? Thôi, tí giả luôn. Áo mưa này tí giả. À, cất 50.000 đi. Nha.
Một chỗ này là 1 triệu bao nhiêu rồi? 1.045.000 à? Đâu, sữa đâu? Mua hết cho người già uống. À, sữa này. Có bằng này thôi. Lấy tuốt tuần tuột. Bạn cho cái túi to để đựng lên. Lấy sữa. Sữa đây. Ừ. Còn cái gì không? À, bánh này. Bánh này. Đấy, dầu rửa bát. Rồi, đây còn sữa bánh này nữa. Của bà có cái gì nữa? Đấy, mỡ trên này đóng đá hết rồi. Dầu ăn mà nó đóng đá này. Đây, toàn cái gì đây? Cháo gà ăn liền. Ôi giời ơi, thôi cái đấy thôi. Rồi, mua cái này thôi. Đường nữa. Cho cả đường. Đường sữa mà, người ta gọi đường sữa mà. À, cho cái này nữa. Đây 30 à? 30 nghìn một cái này ạ. À? Ừ. Cái này nữa, cái này bao nhiêu Hân Tâu? Cẩu Osea. 12 nghìn ạ. Đấy, rồi mua hết quà này của nhóm cô Tâm Như như tháng đi vào trong kia. 12.000. Cẩu Osea đây. 6 7 8 9 10 11. Này, em bóc này ra lấy hai chai này cho hai mẹ con. Hai mẹ con này uống. Người Mông thích uống nước cam lắm. Này. Uống. Uống đi nhá. Uống cho khỏe mà đi đám ma. Rồi cộng tiền đi. Ba. Cộng tiếp thêm cái này nữa đi, phèn phèn. Cái này bao nhiêu? Cái này ạ. Vâng. 3.000 nhân đất rồi. 30.000 rồi. Để cộng thôi. Này một chỗ này 1 triệu. Chỗ này là 045 rồi. À, cái này 150, 10 gói. À 30.000 gói, chỗ này 5 gói. Cộng lại 150. Cộng với cả chỗ này 30.000 này. Cộng với cả chỗ này là 11 gói. 10 gói là 120.000. Mấy cả 32.000. Cộng 132.000 nữa. 132.000. 1.357.000. Bảo bà là 1.357.000. Em nói tiếng Mông cho bà biết. Giải thích cho bà. Nói đi. À. Rồi, giả tiền cho bà đi. 1.357.000 trợ chuyển cho bà 1.000.000. Ba bao nhiêu đấy? 1.357.000, 1.000.000. Có 1.500.000 đấy không? Em trả đủ cho 1.500.000 đi. Lấy hả? Đây tiền đây. Bây giờ lấy thêm cái gì đi, nên cho nó đủ 1.500.000 đi. Hả? Và lấy thêm cái gì để cho nó đủ 1.500.000 đi. Đó, hết. 12, lấy hai cái nữa. Đó. Rồi, ok, hết chưa? Ừ. Rồi, bây giờ mù chê. Đây, giả giờ cho bà 1.500.000. Cả tiền sao cho em biết. Em cứ giả cái đấy đi. 1 này 2 này. Đây cháu giả tiền này. Giả tiền 2 chai nước. 2 chai nước này bao tiền nữa? Rồi ok. Nào khênh hộ anh ra xe phát cò. Rồi cảm ơn nhá. Mù chê nhá. Chào bà nhá. Lên xe nào, xin giải và xin giải nào. Ui dồi. Quay vòng ngược xe lại.
Rồi, Thắng đi vào trong thôn Xín Trải đi nhá. Vào được không? Đấy. Đường vào thôn Xín Trải đây. Bây giờ nhiệm vụ của Thắng là sẽ vào tìm trưởng thôn. Đấy. Bàn giao cho thôn đúng không ạ? Thôn sẽ bố trí trao cho bà con. Tại vì Thắng cũng phải chạy về Hà Giang, từ đây ra Hà Giang hơn 100 cây, đường mù mịt như này Thắng phải về. Không đi đêm Thắng không đi được nhá, các bác thông cảm nhá, Thắng không thể đến từng hộ mà trao cái này được. Đó. Thắng sẽ vào, bây giờ Thắng sẽ tìm một cái người ở trong ban phát triển thôn và Thắng sẽ bàn giao lại cho họ. Đấy, và họ sẽ trao xong họ khác chia nhau. Đấy, thôn họ sẽ chia rất công bằng. Đó. Nên là người nào nghèo thì được nhiều, người nào ấy thì được ít, nhưng mà thực ra thì trong những cái bản này các bạn không có người giàu đâu. Đó. Gần như 100% là họ nghèo hết. Đấy. Thắng hỏi thăm từ bên Lũng Hồ sang để sang cái thôn này đấy. Chạy từ mé từ bên kia không thì Thắng đã chạy ra thị trấn Yên Minh đi thẳng về thành phố Hà Giang thì nó sẽ tiện hơn. Thắng đi đường mé bên này. Đấy là hết 2 ngày nghỉ của Thắng. Kết thúc cái video của mình ấy là đi những cái bản vùng cao thì các bạn biết là khi những ngày cuối tuần thì Thắng mới có thể đi được như này. Đấy. Còn những ngày bình thường thì nó chỉ ở cái khu vực quanh quanh gần gần thôi thì Thắng còn phải đi làm mà. Đấy. Còn những cái công việc khác nữa. Đấy. Sau này nó có nhiều thời gian hơn nữa thì sẽ đồng hành và đi sẽ đi được nhiều nơi hơn. Đấy. Các bác có thể liên hệ qua cái số điện thoại của Thắng, qua cái số điện thoại 0834 335 335. Đấy, 2 lần 335 nhé. 0834 335 335. Các bác gọi vào đó để có thể đồng hành cùng Thắng vào những cái ngày cuối tuần. Chiều thứ 6 thì chúng ta bắt đầu nhổ neo và đêm thứ 7, đêm chủ nhật là chúng ta sẽ về. Thắng sẽ liên hệ với cả các cơ quan chính quyền. Đấy, về phía cơ quan chính quyền, về phía thôn đấy, để đưa tận các bác vào đến những cái bản như thế này. Mỹ Nhũ á, nhà trưởng thôn chỗ nào á? Nhà ở kia. Xa không? Còn đi xa nữa không? Ngay gần đây thôi à? À được rồi, rồi chú cảm ơn nhá. Tên là gì, trưởng thôn tên là gì? Không biết. Không biết trưởng thôn tên là gì nữa, chỉ biết trưởng thôn thôi. À được rồi. À, rồi chú cảm ơn nhá. Không biết trưởng thôn là tên là gì, tại vì chắc có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy mình xem ra là người đẹp trai quá nên không thể trả lời được. Anh trêu ý thôi, thực ra Thắng thì cái dung mạo nó không được đẹp lắm nên là người ta nhìn thấy nó hơi hoảng nên là không kịp trả lời, không nhớ được nhà trưởng thôn tên là gì. Đây, kéo nhà trưởng thôn đây 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 đây. Hay ngay kia là đây. Hả? Ra chỗ nhà bê tông để hỏi. Đây đây. Thôn đây các bạn ạ. Bảo ngay kia là chắc là ngay đây. Ở trong này có hàng tạp hóa đây. Cho cháu hỏi tí, nhà trưởng thôn ở đâu nhỉ? Vâng. Đi qua chỗ điểm trường xong rồi dừng xe đấy là đi bộ vào. Đi vào điểm trường là dừng xe ở đấy ạ. Vâng. Dạ, điểm trường còn xa không chú? Ngay đây mà. À ngay đây ạ. Vâng. Trưởng thôn tên là gì ạ? Bà Sáu ạ. Bác có số điện thoại không? Có. Có cho cháu xin số máy vậy ạ. Trưởng thôn hay là công an viên hay là bí thư? Đâu ạ? Công an viên đâu ạ? À thế bác cho cháu xin số máy với. Thế thì cho cháu số trưởng thôn trước, xong rồi nếu không được thì cháu gọi công an viên. Thế là Thắng đã liên hệ được mấy cả chú trưởng thôn. Chú tên là chú Vả Sáu. Nghe tên rất là khủng khiếp. Vả Sáu nhá. Đấy. Thì Thắng đi vào trong cái điểm trường này thì chú hẹn Thắng là chú sẽ đi bộ lên cái điểm trường này. Đấy.
thì Thắng sẽ gửi cái quà của nhóm cô Tâm Như. Và hôm qua là Thắng mua thùng 10 thùng mì tôm thì Thắng trao bên kia rồi, cộng thêm 5 thùng mì tôm ở đây nữa. Thì chú cứ vào chú bóc ra, đây chắc là điểm trường xong mà thì xong rồi ở hội trường này. Thôn này là ở một trong một cái địa điểm nó rất là cao, quá cao ấy. Ủa, nước tràn ra đường này. Không có, qua đi. Ai da, suối to nhỉ? À, đứng lên chỗ kia. Chỗ này có tí quay xe không? Từ nha anh bảo nhá. Anh sẽ xuống xe nhá. Đây hội trường đây rồi. Lên trên xem có chỗ quay xe không. Đây là một thôn mà anh em Thắng đến. Đây có một cái suối nước chảy rất là đẹp. Như kiểu suối nước nóng ấy các bạn à, nó bốc khói lên. Đây có thể là thời tiết nó lạnh quá. Đó. Bên này có nhà nữa. À, bảo mi nhủ tí cho nó tha. Chờ xe quay lại tí bảo mi nhủ cho nó tha ấy. Bảo mi nhủ tí quay đây ra cho nó tha. Ăn kẹo ấy. Không có chỗ mà quay xe chứ. Rồi. Mi nhủ đây cho nó tha. Đào nở đẹp thế nhỉ. Hả? Này trưởng thôn đâu nhỉ? Trưởng thôn đây kia. Đợi ông vả sáu ra. Trẻ con không thấy rét à? Đợi, ôi rét rồi, thâm tím mặt mũi hết vào rồi. Đây. Tăng cường cả thêm bánh kẹo. Còn trẻ con mi nhủa nhiều quá. Đông đây. Nào, cho trẻ con mi nhủa trước đi. Đây là chú vả sáu nhỉ? Chú vả sáu là trưởng thôn. Tí nữa chú sẽ nhận đồ này, còn đồ này cho trẻ con trước. Bóc ra cho mỗi đứa một số ấy. Cái này cho trẻ con trước anh nhá. Xong rồi còn đông mì miếc mà đồ ấy kia là chú nhận nhá. Vâng vâng. Nên là chú vả sáu chú sẽ đại diện thôn, xong rồi chú khắc chia cho. Đấy mọi người cho nó công bằng. Đấy. Cho đi nhanh lên, cho say say đấy, không để con mù chê á. Đấy, Thắng này phải bảo em phen phen quay lại cái ấy kia. Đây chú vả sáu bóc hộ cháu cái này nữa để chia cho các cháu nốt đi cho nhanh cho về đi. À, chú bóc qua chú chia cho mọi người đi. À.
Đây cái này vừa nãy mua ở kia 5.000 cái à, đi xìa. À, con cầm đấy. Chia chia cái này đi, còn đâu tí nữa để cho trưởng thôn còn nhà khác nữa mà em. Còn những nhà họ chưa có ra đây. À, mi nhỏ. Xin chú chứ, lớn rồi biết xin chú. Xin chú à. Xin á, so xanh á. Có chưa? Rồi, lâu lâu. Bim bim còn ai chưa nhận được chưa? Này, mi nhỏ con. Bé quá không cầm được á, bố mẹ nó. Đây đây, mấy thằng này cho bim bim nốt đi chú. Không về. Được rồi, ai nhận được rồi, mù chê không? Mù chê đi. Lâu lâu à. Lâu lâu. Ờ, kệ nó. À, lâu lâu cho sữa, quên mất. Này, sữa đây này. Xem này. Lâu bóc cho mấy bà cụ lâu sữa. Sữa uống. Rồi, mù chê đi. Mù đi, cũng lạnh con ạ. À. Về đi. Này. Mù chê đi. Mù, giải tán đám đông. Rồi, về đi. Còn đây chưa nhận được à? Sữa cho lầu. Sữa cho lầu, già người già, family. Mù ấy, mù chê. Thế thì cứ để xuống đây cho chú nhá. Cho trưởng thôn nhá, để cho xong rồi chú chia nhá. Vâng, được rồi. Nào, Phen bỏ xuống đi em. Đấy, con trưởng thôn chia nhá. Đường bánh đây nữa nhá, 5 thùng mì tôm ở đây nữa nhá. Đấy các bạn nhá. Đấy. Mà Thắng phải di chuyển ra. Đấy, Thắng giao lại cho chú và 6 nhận. Đấy. Trên trước. Đó. Đấy nhá, cháu chú 6 chia nhá. Chia cho mọi người nhá. Cháu xin phép đây, mù chê nhá. Rồi, hẹn hôm khác đến. Vâng, cháu có số máy đấy không ạ? Có gì alo sau. Rồi vâng, chú chia cho bà con nhá. Mù chê ạ. Chào nhá. Mù chê ạ. Chỉ bâu rồi, hết đồ. Thôi, chào các bác ơi. Vâng, đi đây không mà mưa quá rồi. Mù mịt quá các bạn. Mua thêm cái chỗ bánh kẹo kia bao tiền nữa? 250, 260. À. Đấy. Chào quà. Đã xong. Đấy. Thắng bây giờ lại phải đi ra. Xe thằng nào ấy, coi đi. Còn mấy phát nào xe để đây này, giữa đường này. Mình ngang quá. Giờ không có dầu không xuống rồi. À đây rồi. Đây, Thắng đã ra đến cái đầu đường đấy này. Đấy, trên cái đỉnh đèo này. Đấy, Thắng nhìn bây giờ thấy cái quang quang này tí. Đầu là mù mịt. Đấy. Anh em ấy Thắng đi từ đường bên kia, giờ Thắng vòng ngược lại bên này đi ra. Bây giờ là sẽ đi về Hà Giang. Chỗ này ngoài quang quang ấy bảo là chợ Ba Tiên hay cái gì đây này. Nhỉ, chợ Ba Tiên.
Tiên. Chợ Ba Tiên đúng không? Cửa hàng với anh em Thắng mua đây. Chợ đêm. Đây có chợ đêm á? Ờ, chợ đêm Ba Tiên này. Đây chợ đêm à? Tối này chắc không nhìn ngày, không nhìn thấy tối. Chợ đêm, ở đây ghi là chợ đêm mà chẳng biết đây bán cái gì. Khu này đang chưa biết. Úi dồi, đây có quả nhà siêu mỏng siêu thấm này. Cũng mỏng tanh này. Chắc khu này là chợ nhỉ? Chợ. Chẳng có vẹo gì nhỉ, trên này trên đường. Có đúng đường đây. Đúng đi xuống này hả? Đúng chứ. Đường về Hà Giang. 9 giờ tối rồi thì trở về nhà. Hôm nay phải về trước 6 giờ giờ tối các bạn ạ. Vì hôm nay có một ngày là Thắng phải về sớm hơn mọi ngày. Đó là sinh nhật của chủ tịch của Thắng. Đó là bà xã. Nên Thắng phải về nhá các bác nhá. Không thì bây giờ 1 giờ Thắng chưa thể đi về được đâu. Đi xuống cái hẻm kia. Xuyên qua hẻm kia đi ra Thái An. Đường này là Thắng lần đầu tiên Thắng đi. Đấy. Chưa đi cái tuyến đường này mà lần nào đâu. Đấy. Mang tiếng là ở Hà Giang nhưng mà cái tuyến này là Thắng lần đầu tiên Thắng đi. Tại vì cái tuyến này nó rất là ít người biết. Nó xuyên từ cái khu vực Lũng Hồ. Đấy. Từ Du Già, Du Tuyến xuyên sang Thái An ra Quản Bạ ấy. Ra cái huyện Quản Bạ, đường này đường trong. Còn mọi người đi du lịch là đi cái đường ngoài kìa. Đấy, từ Quản Bạ xong lên Yên Minh, thị trấn Yên Minh, xong đi Đồng Văn, đi Mèo Vạc kìa. Là cái tuyến ngoài ấy. Tuyến này là tuyến khác. Đấy, ra quốc lộ 4C còn 24 km nữa. Là Trắng đã trao hết những cái số quà là lúc nãy là mua 1,5 triệu này. 1,5 triệu mới cả em Phen ra thì mua 2 triệu, 2,5 triệu này. Đấy, mới cả hôm qua 10 thùng mì này. Đấy là 750k này. Đấy. Nên là hôm nay Thắng đã trao xong hết rồi. Đấy là tuần sau, đấy là những cái đợt sau Thắng lại tiếp tục đồng hành tiếp tục nhé. Các bác nào mà muốn đồng hành cùng nhóm anh em Nguyễn Tất Thắng thì cứ nhấc máy lên và alo cho Thắng. Đấy, đến những cái vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, vất vả để trao những cái phần quà rất là ý nghĩa đến với bà con nhân dân ở trên vùng cao. Đấy, xuống cái hẻm này các bạn thấy ấy. Đang xuống đến chân cái hẻm này. Hà Giang rộng lắm cơ mà. Nhiều cảnh đẹp. Đi đâu thấy cái cảnh đẹp. Nếu mà như hiểu cái máy ảnh chụp ảnh bằng phim ngày xưa ấy, thì người ta nói chụp hết phim luôn ấy. Đi đến đâu là cũng muốn chụp. Hòn đá nào cũng muốn dựa ngả vào phát là chụp ngay. Tại vì nó quá đẹp, nó thiên nhiên, nó quá là ưu đãi cho bà con nhân dân có những cái cảnh hùng vĩ đấy. Nhưng mà ngược lại thì thiên nhiên ưu đãi cái đó, nhưng mà nó lại khí hậu nó lại rất là khắc nghiệt. Rồi là đất đai không có, đá núi nhiều, chẳng biết trồng cấy vào đâu. Đối với người đi chơi, đi du lịch thì nhìn thấy nó vui mắt. Ồ, đây. Chậm lại phát. Đây có một cái thác. Phải nói là thiên hạ đệ nhất thác. Thế mà sao mà không ai thấy nói đến cái thác này nhỉ? Thác đẹp không? Các bác nhìn đây. Đó. Rất là lớn nha thác. Thác rất là hùng vĩ và đẹp. Mà rất ít khi được phải nhắc đến cái thác này, dài và cao như nhờ núi cái hẻm này. Đây có nước như thế là tốt rồi, quá nhiều nước. Hôm nay Thắng sẽ không đi qua cổng trời nữa mà Thắng sẽ đi ngược lại cái đường thủy điện để về. Đấy. Ra cây số 9. Nói cây số 9 thì các bác cũng không biết được. Rất là khó.
đại loại ra khu vực Thuận Hòa, Lũng Cáng ấy, đấy, xuyên ra đấy để về. Đấy, anh em mà thắng quả đi từ đường âm đường thượng xong rồi ra đến đây là chính là cái con đèo mà hôm trước thắng với cả anh Sự có dừng lại ấy, nhìn xuống thủy điện Thái An ấy. Và sau về thì thắng hôm trước thì thắng có nói rằng là đèo Chipo, là đèo không biết gì ấy, rồi thắng không biết tên là đèo gì, tại vì cái đường này là hiện giờ nó cũng chưa nằm trong cái bản đồ du lịch đấy, rất ít người biết đấy. Nên là hôm nay thắng mới biết được qua em Phèng Phèng giới thiệu là đèo này gọi là đèo Thái An, nên là thắng mới biết nhé. Con đèo này có cái vực nhìn xuống bên này cũng khủng khiếp lắm. Đấy, và có hai bên, một bên là vách đá rất là cao, bên là vực rất là sâu, rất là nguy hiểm. Các bác đi cái đường này về Hà Giang thì trên cái tuyến đường đi Hà Giang ấy, thì các bác sẽ được đi vòng tròn, có nghĩa là khởi đầu bắt đầu từ thành phố Hà Giang, xong bắt đầu đi Quản Bạ, rồi bắt đầu đi Đồng Văn, rồi bắt đầu quay về đèo Mã Pì Lèng, rồi sang Mèo Vạc. Mèo Vạc thì các bác quay xuống Mậu Duệ đi Du Già. Đấy, Du Già, và các bạn sẽ đi theo cái đường mà hôm nay thắng đi qua đường thượng và quay về kết thúc hành trình ở thành phố Hà Giang. Và liên tỉnh thì các bác sẽ lại chạy thẳng vào Bắc Mê, xuyên sang Bảo Lâm, Bảo Lạc đi Cao Bằng nhé. Đấy là theo cái tuyến du lịch Bảo Lâm, Bảo Lạc đi Cao Bằng, ra thành phố Cao Bằng thì các bác đi thang Bắc Bó này, suối Nê Linh, rồi là thác Bản Dốc này, rồi là các kiểu đấy. Thế là các bác có thể biết được trong cái tuyến đó, rồi là từ thác Bản Dốc các bác lại tiếp tục đi Đông Khê, Thất Khê, rồi từ Cao Bằng ấy đi sang Lạng Sơn, rồi cứ thế mà đi xuyên Tây Bắc đấy, theo cái tuyến đường du lịch. Hoặc các bác nào là muốn về Hà Nội thì các bác có thể chạy theo cái tuyến đường đi từ từ đó đi thẳng xuống Bắc Cạn, rồi đi về Thái Nguyên, rồi xuống sông Công, rồi về Hà Nội, đấy, Ba Đình nhé. Các bác có thể đi theo cái tuyến đó. Và đến đây thắng kết thúc cái video của mình. Thắng cảm ơn nhóm cô Tâm Như rất nhiều đã quan tâm ủng hộ kênh của thắng suốt 2 năm qua đấy, và cô Linh Trong, còn rất nhiều cô và rất nhiều chú nữa, chú Huỳnh Tấn Đức, mọi người nữa đấy, mà thắng không thể nhắc được hết tên ra, đều có những cái tên trên màn hình những cái video của tất thắng đó. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những cái video tiếp theo. Đấy, từ đây về Hà Giang là còn 48 cây nữa. Anh em thắng không ăn uống gì cả, chạy thẳng luôn 1 giờ 12 phút đấy, kịp ra thành phố. Đấy, đèo bên kia. Đấy, vực sâu thăm thẳm. Vực nào sâu bằng cái ly này, uống cho say. Rồi, kết thúc.